Đánh vần tiếng Anh lớp 1 full bộ, cô có flashcard đánh vần, video bài giảng, từng bài, bài kiểm tra từng unit, bài kiểm tra giữa học kỳ và bài kiểm tra full học kỳ luôn. Ví dụ mỗi bài unit như vậy là cô sẽ đánh vần cho các em như là h e o o hello, st and stand up up stand up, g u d b I goodbye, s eat sit, d out sit down, o is listen. Bạn nào mà học xong cuốn đánh vần của cô thì đánh vần những cái từ này rất là đơn giản nha. Ở đây là video bài giảng của cô, các em scan vào đây, bấm vào cái mã QR đó, đó thì nó sẽ hiện ra cái video bài giảng nha các em. Bấm vào phần mở link nhé. Two, bài số 2 trong Getting Started các con nhé. Trong bài Stand up. Stand up. Các con hãy quan sát cho cô bức tranh nào. Rồi cô mở thêm cái phần bài kiểm tra của starter cho các em coi nha. Bấm vào phần mở link là nó sẽ ra nha các em. À, mẹ cứ bấm vào tiếp tục nhé. Thì ở đây nó sẽ ra rất là nhiều những cái bài tập và có phần nghe và có cả phần đáp án nữa. Cô sẽ mở cho các ba mẹ coi thử một file nhé. Đó, đây là cái file bài tập của Unit Starter. Mở ra ba mẹ có thể cho con làm trực tiếp ở trên điện thoại iPad hoặc có thể in ra để cho con làm. Và đây là có phần đáp án. Đó, như vậy là một bộ sách của cô sẽ gói gọn chỉ trong vòng có 10 tờ, unit 1, unit 2 cho tới unit 10. Và mỗi unit như vậy là đều có cái phần cô hướng dẫn cho bé đánh vần tiếng Anh từ vựng. Có video bài giảng rất là chi tiết từng lesson, cũng như là những cái file về bài tập, về bài kiểm tra và kiểm tra học kỳ 1 và học kỳ 2, cả năm luôn ba mẹ nha. Hãy nhanh chóng comment để sở hữu ngay cái bộ sách rất là dễ thương, đáng yêu và quan trọng này dành cho bé chuẩn bị lên lớp 1 nhé.